Mỹ Tho Laptop xin kính chào các bạn. Video ngày hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn mẫu thùng cây của máy PC để bàn với model là VSB KA180. Đây là một mẫu thùng cây đời mới của VSB với thiết kế tinh tế, trang bị LED RGB 7 màu auto chuyển màu, thích hợp với các bạn có nhu cầu là designer, chơi game hoặc là làm việc giải trí, yêu cầu một sự tinh tế đơn giản, một nét đẹp đơn giản ở cái thùng cây không quá màu mè, thì VSB KA180 là một sự lựa chọn hợp lý với một giá thành khá là tinh tế. Chiếc thùng này với giá là khoảng 550.000, VSB đã trang bị sẵn cho chúng ta một cột RGB phía trước. Phía trước đây là Lactic Mica trong suốt màu đen, và dải RGB này 7 màu sẽ tự động chuyển màu và chạy liên tục khi máy khởi động và máy hoạt động. Bên hông của thùng VSB KA180 thì được trang bị kính cường lực. Kính cường lực thì đã quá quen thuộc với các thùng cây chất lượng cao với một mức giá là đắt đỏ, thì ở VSB KA180 đã trang bị cho chúng ta một mặt kính cường lực hông. Nội thất bên trong của chiếc thùng này thì chúng ta sẽ có học nguồn ở phía dưới, thì sẽ tiện lại cho các bạn có những cái bộ nguồn mà to và nặng thì chúng ta sẽ không sợ chiếc thùng gánh cái bộ nguồn ở phía trên đó, nó nặng nề quá. Học nguồn phía dưới thì có rất là nhiều cái tiện lợi, chúng ta vừa che giấu được bộ nguồn, vừa phô bày được mainboard bên trong. Với thùng KA180 của VSB này thì hỗ trợ tất cả các mainboard từ micro ATX tới ATX, có nghĩa là hỗ trợ tất cả các mainboard từ kích thước nhỏ tới kích thước lớn nha. Các bạn dễ dàng lắp trên chiếc thùng này. Mặt trước của thùng thì trang bị một cổng USB 3.0. Nếu mà mainboard các bạn có hỗ trợ support 3.0 thì cổng 3.0 này sẽ có tác dụng trên thùng nha. Và hai cổng USB 2.0. Các cổng mặc định là phone và tai nghe, micro và tai nghe, nút LED và nút power. Về thiết kế thì chiếc thùng này các bạn có thể dễ dàng lắp thêm một cái quạt tản LED ở bên hông, ở mặt sau của thùng nha, ngay vị trí tay mình đây. Và các bạn nếu muốn thùng này đẹp hơn thì chúng ta có thể trang bị quạt LED cho CPU ở vị trí này, thì khi đó chiếc thùng trẻ chúng ta sẽ nổi bật hơn. Với giá là 550.000, nếu các bạn có nhu cầu về sản phẩm VSB KA180 này thì có thể liên hệ với bên mình tại trang web Mỹ Tho Laptop hoặc là inbox trực tiếp cho bên mình tại fanpage Mỹ Tho Laptop. Cảm ơn các bạn đã xem qua video này.